Hello mọi người, cuối cùng thì ngày tự trường cũng đã sắp đến rồi và đây sẽ là video Back to School phần thứ 3 của mình. Lần này là cùng xem mình đã chuẩn bị những gì cho năm 2 đại học nha. Trước tiên thì mình phải dọn bàn cái đã. Một sự khác biệt rất là lớn giữa đại học và cấp 3 đó là bàn học của mình không có quá nhiều sách vở như trước. Nhưng mà lâu lâu thì nó vẫn không được gọn gàng cho lắm, cho nên hôm nay sẵn dịp thì mình sẽ dọn lại luôn. À mọi người nhớ follow Insta của mình nha. Còn đây là page Facebook. Giờ cái bàn của mình nó hơi bụi nên là mình sẽ dùng cây lăn để lăn, xong rồi mình chỉ cần lột ra thôi là xong. Đây là đống đồ mà mình đặt bữa giờ rồi, hôm nay thì mình mới lấy ra để inbox nè, nhìn đẹp quá ha. Khuyên với mọi người là trước khi bắt đầu năm học thì mình đã có mua một cái gói Pro của For English để học tiếng Anh. Tại vì trên đại học mình ít học tiếng Anh, mình sợ là nếu ít tiếp xúc với tiếng Anh quá thì lúc cần lại từ nhớ từ quên nên là phải tự chuẩn bị trước thôi. Trong app này mình thấy có rất là nhiều nguồn tài nguyên và công cụ để tự học, tự luyện tiếng Anh luôn, như là từ điển nè, đa dạng tiếng Anh Anh và tiếng Anh Việt. À đúng rồi, còn có tích hợp ChatGPT trong này nữa nha. Mình có thể tra bất kỳ từ nào trong tiếng Anh, nó sẽ giải thích một cách rất là gần gũi và dễ hiểu luôn. Từ vựng thì theo mình thấy là có đến hơn 150 bộ từ lận, đa dạng chủ đề lắm và có cập nhật thường xuyên, có các bộ từ IELTS, TOEIC luôn nè. Ngoài ra thì còn có sách báo song ngữ, video, podcast, ngữ pháp, bài tập và game, có rất là nhiều tính năng thú vị. Cái mà mình thích nhất đó là chơi game nối từ ở trong này, tại vì mỗi lần chơi thì mình sẽ biết được là vốn từ vựng của mình đang được bao nhiêu. Ngoài ra trong đây thì mình thấy cũng có một tính năng rất là hay, đó là chạm từ tra nghĩa ngay lập tức và mình có thể lưu vào kho từ vựng để có thể học bất cứ khi nào. Đặc biệt là từ vựng ở trong app For English thì sẽ được học theo phương pháp Spaced Repetition. Với phương pháp này thì mình sẽ được nhắc nhở học cho đến khi nào mà mình có thể nhớ sâu được thì thôi. Pollute. Familiarity. Familiarity. Có cái biểu đồ này để mọi người có thể theo dõi được là mình học được bao nhiêu từ vựng và từ nào mình đã nhớ sâu, từ nào cần ôn tập nè. Trong app thì đã có tính toán thời gian sẵn rồi cho nên là mình chỉ cần đợi thông báo là vào học thôi. Nếu như chăm chỉ thì không thể nào mà quên từ vựng được đâu nha. Mình cũng có thể tự tạo một cái folder riêng, như ở đây của mình là mình tạo một cái kho để mà chứa những từ vựng liên quan đến chủ đề đại học. Tại vì bắt đầu năm 3 thì mình sẽ học chương trình bằng tiếng Anh cho nên là mình nghĩ những từ này nó sẽ rất là cần thiết. For English thì đang có trên Android và iOS luôn nên mọi người có thể tải về để xài thử nè. Trong đây thì mình cũng học được khá từ vựng rồi. Và cái này mình cũng mới biết luôn, đó là For English là một app được tạo bởi ba anh người Việt Nam. Một chiếc app được mệnh danh là Made in Việt Nam luôn. Và cũng đã được chị Khánh Vy đánh giá khá là cao. Cho nên là mình nghĩ app cũng biết rõ và đáp ứng được hầu hết nhu cầu của người Việt học tiếng Anh. Và sẵn tiện thì mình cũng sẽ tặng cho mọi người thêm mã giảm giá 50% cho gói Pro trọn đời. Mọi người chỉ cần nhắn tin cho fanpage của For English là sẽ được hướng dẫn kích hoạt chi tiết nha. Nhưng mà công nhận là cái gói Pro mà mình đang xài nó rất là chất lượng luôn. Bình thường thì các gói Pro nó sẽ khá là cao so với các bạn học sinh sinh viên. Nhưng mà với code này thì mọi người sẽ được giảm tới 50% lận, cho nên là mua một lần là học được vĩnh viễn, không giới hạn luôn. Quá hời. Mà giảm giá thì mình để trên màn hình nha, mọi người chỉ cần nhắn cái mã này cho fanpage của For English là ok. Và đó là một cái gói học tiếng Anh mà mình đã chuẩn bị trước khi vào năm học mới, với mong muốn là mình sẽ tăng thêm được vốn từ vựng tiếng Anh nhiều hơn, cũng như là tập nghe đọc mượt mà trôi chảy hơn. Bây giờ thì đến phần inbox những món đồ mà mình chuẩn bị trước khi tự trường thôi. Món đầu tiên đó là bình nước nha. Trường mình không có cho mang nước ngọt lên phòng học, nhưng mà bình nước cá nhân thì được. Mình mua cái bình này ở Lock and Lock, cũng khá là rẻ, tầm 100 mấy thôi. Mới mở ra thì nhìn màu xinh ghê luôn á. Mình không còn thích xài mấy cái bình nước nhỏ nhỏ nữa, mà bây giờ mình chỉ thích dùng những cái ly bự như thế này nè. Ở trong hộp thì có sẵn một cây cọ rửa ống hút rồi nha. Dung tích của em này là 750ml. Ống hút thì mình sẽ cắm vào như thế này để nó không bị rơi ra. Mới đầu thì mình tưởng là nắp vặn, nhưng mà ai ngờ chỉ cần đóng lại như thế này là xong. Ngoài bình Lock and Lock thì mình còn mua thêm một cái bình nước mà mình rất là thích, đó là cái bình này nè. Nghe nói là có giữ nhiệt nhưng mà mình không biết là nó có giữ nhiệt thiệt hay không. Nhưng mà được cái là thiết kế rất là sang trọng và nhìn đẹp lắm luôn á. Ở phần đầu cái nắp này thì mình có thể uống trực tiếp hoặc là uống với ống hút được luôn. Nhưng mà mình không thích cái kiểu này cho lắm tại vì rất là khó vệ sinh bên trong. Ly này thì cũng khá rộng và đựng được nhiều nước lắm nha. Mình không biết là dung tích bao nhiêu thôi. Bình này thì mình có thể pha nước đem đi học uống, nhìn rất là dễ thương. Mà chỉ có 50 mấy ngàn thôi à. Và kế đó là tai nghe trắng kiểu này thì mọi người xin info của mình rất là nhiều. Bây giờ mình đã mua một cái xịn hơn cái kia một chút, tại vì cái kia thì giá của nó khá là rẻ và nó hơi mỏng manh, chủ yếu là để làm mẫu chụp hình thôi. Mình mua em này giá tầm 200 mấy. Cầm khá là chắc tay và cái lớp mút nó cũng khá mềm. Ở phía hai bên thì mình có thể kéo giãn ra để cho nó vừa với tai của mình hơn. Nói chung là về hình thức thì mình chấm em này là 10 điểm. Ở bên hông tai nghe thì nó sẽ có nút cho mình mở lên. Còn để nói về phần nghe âm thanh như thế nào thì bây giờ mình sẽ test thử luôn. Tên của nó cũng khá là ngắn gọn, có chữ M thôi à. Sound
sau khi mở thử nhạc thì mình thấy là âm thanh của nó không quá tốt đâu. Kiểu mở volume từ 50 trở xuống thì nghe được, chứ 100 là nó sẽ cực kỳ lớn và nó bị thoát âm thanh ra ngoài á. Khi mà đeo tai nghe vô thì mình nghe nó cũng bị rè nữa. Nhưng mà mở nhỏ và vừa thì nó sẽ không sao. Bây giờ mình sẽ test tới các nút bên hông này. Đè vô thì nó sẽ là tăng giảm âm thanh, còn nếu mà chỉ bấm một lần thôi thì nó sẽ nhảy qua video khác. Nút ở giữa đơn giản thì chỉ là bấm dừng thôi. Nói chung về giá cả thì em này cũng khá ok, nhưng mà chỉ có điều là điểm trừ duy nhất là khi mà mình mở nhạc quá lớn là nó sẽ bị ồn ra bên ngoài nên cũng hơi phiền. Được cái là mình nghe nhạc cũng không quá lớn đâu, cho nên là với em này thì mình ok. Ta-da! Và đây là một món mà mình cũng khá là mong chờ, đó là bìa hồ sơ 12 ngăn. Năm nhất thì mình học xong rồi, nhưng mà cái đống đề cương mình chưa biết để ở đâu hết, nên là đợi em này về là mình nhét vào luôn. Mình thì có thói quen là xong năm học nào là mình sẽ tổng hợp lại đề cương của năm đó, và mình chỉ để đó thôi, không có làm gì hết. Nhưng mà mình sẽ tổng hợp lại một chỗ để sau này ví dụ như nếu mà có thật sự cần thì mình sẽ còn tìm lại được. Cuốn bìa này rất là xinh nha. Ở đây mình mua cái hình phi hành gia. Mình thấy là các lớp phân cách bên trong có vẻ hơi mỏng nhưng mà cũng đựng được nhiều lắm nha, tới 12 ngăn lận. Bây giờ mình sẽ bỏ thử đề cương vào luôn. Những cái đề cương này thì mình sẽ dùng một cái kẹp để đính kèm nó lại, và mình sẽ kẹp nó theo từng môn, rồi sau đó mình mới bỏ vào cái bìa hồ sơ này. Nhìn cũng khá là dày dặn. Mới năm nhất thôi mà đã bao nhiêu đó đề cương rồi. Chép bài thì rất là ít, nhưng mà đề cương thì rất là nhiều nha. Cái này là đa số slide thầy cô gửi rồi mình in ra tự làm thôi. Mình ghi tên môn học rồi dán lên đây nữa cho dễ nhận biết nè. Còn đây là bút bi Thiên Long BS Light. Đây là loại mà mình rất là hay xài. Mình đã xài hết một hộp rồi và bây giờ mình phải mua thêm một cái hộp mới. Loại bút này là loại mà mình đã đem đi thi trung học phổ thông quốc gia môn văn, và hầu như là kỳ thi nào thì mình cũng đem theo cái bút này hết. Chép bài thì mình có thể dùng bút mực, nhưng mà khi đi thi thì mình thường sẽ dùng bút bi hơn. Mình thì rất là thích viết những cái viết mà nó càng đậm mực là càng tốt. Ở đây mình test cả ba cây mà mình đang có thì mực nó đều đậm đà như nhau. Chỉ khác ở chỗ là cảm giác cầm cái bút trên tay nó có êm hay không. Ví dụ như cây này ở phần thân của nó hơi gờ, cho nên là cầm viết lâu chắc chắn là sẽ rất mỏi. Còn cây BS Line này thì thân của nó hơi ú nên là cầm đỡ mỏi hơn. Và tất cả những sản phẩm trong video này thì mình đều đã gắn link bên dưới mô tả hết rồi nha. Đơn này thì là kem chống nắng nè. Vào năm học thì không thể nào mà thiếu kem chống nắng được, tại vì mình còn phải học các môn thể dục ngoài trời, học bơi nên là sẽ rất là nhanh đen da. Mình dưỡng cả đêm lẫn sáng luôn, cho nên món này là món mà các bạn nữ rất rất là nên có nha. Tiếp đến là kem chống nắng dành cho da mặt nữa nè. Chai cũ của mình thì gần hết rồi nên là sẵn mình mua luôn em mới. Em này thì quá quen thuộc với mình từ hồi cấp 3 cho tới bây giờ. Loại này là dành cho da dầu và có nâng tông nhẹ. Chất kem của nó là hơi màu ánh tím, có thể che được một ít khuyết điểm. Đây là combo mỗi lần mà học thể dục của mình nè. Và đây là khăn giấy khô mà mình thường hay xài. Loại này là mình mua rất rất là nhiều lần luôn rồi. Đây là bịch thứ 4, thứ 5 gì đó mình chả nhớ nữa. Em này xài rất là ok. Để mình lấy ra test cho mọi người xem nha. Một gói lớn như thế này chỉ có 50 ngàn thôi. Tính ra là chỉ có 5 ngàn một bịch. Mà khăn giấy thì rất là xịn, không có mùi, không có bụi và giấy rất là chắc chắn. Hồi trước mình cũng mua vài loại 5.000, 7.000. Gói nó cũng nhỏ nhỏ như thế này thôi, nhưng mà nó có mùi rất là kỳ và khăn giấy lại vô cùng mỏng. Còn em này để mình mở ra xem nó có bao nhiêu lớp nha. Tổng cộng là 3 lớp giấy, rất là chắc chắn và xài cũng cảm thấy an toàn hơn nữa. Trước khi đi học thì chắc chắn là không thể thiếu sách vở rồi đúng không? Trên đại học thì mình chỉ dùng có sổ thôi. Cuốn sổ này là sổ Kalong, mình dùng để học ngoại ngữ. Khi mà học tiếng Anh hay tiếng Nhật thì mình sẽ dùng cuốn sổ này. Tại vì ngoại ngữ là mình sẽ học một cuốn riêng, không có học chung ở trong binder. Còn cuốn binder này là mình dùng để học tất cả các môn ở trên trường luôn. Trong đây thì có những cái bìa để mà mình có thể tách môn này với môn kia. Bây giờ năm học cũ xong hết rồi, mình sẽ cất hết và thay lỗi mới, chuẩn bị cho năm học mới thôi. Một sắp lõi này mình mua từ hồi lớp 11 tới giờ và vẫn xài chưa có hết luôn nha. Trong cuốn binder mình đếm thì có đến 5-6 cái bìa phân cách gì đó. Nghĩa là mình có thể học từ 6 đến 7 môn trong một cuốn như thế này thoải mái. Và bây giờ thì mình cũng sẽ thay lõi bên trong nha. Cũng rất là dễ dàng tháo lắp, mọi người chỉ cần gạt cái gạt xuống rồi lắp vào là xong à. Tên tên chuẩn bị cho năm học mới và những kiến thức mới thôi. Và cuối cùng là chia sẻ với mọi người một món rất rất là tiện luôn, đó chính là túi cói nhỏ nhỏ như thế này. Bên ngoài nhìn rất là xinh, nhưng mà mình sẽ cho mọi người xem là nó tiện đến như thế nào nha. Đó là nó có thể đựng được rất là nhiều đồ. Trong đây mình có đựng một cái quạt này hết pin rồi, mình sẽ đổi qua cái khác. Em này quạt siêu mạnh luôn, nó có mức từ 20 cho đến 100.
để mình test thử cho mọi người xem là cái lực quạt của nó mạnh như thế nào. Nghe tiếng gió thôi là đủ thấy nó rất mạnh luôn á. Bây giờ đổi qua một cái quạt mini khác thử nha. Quạt này thì chỉ có một mức quạt thôi cho nên là nó không đủ để làm bay cái này. Trở lại thì trong túi của mình có gì nè. Khi nào mà mình có cái đồ gì cầm tay là mình sẽ quăng hết vào đây luôn. iPad cũng đựng được luôn nha. Của mình là iPad mini. Đặc biệt là các bạn học bán trú cấp 2, cấp 3 gì đó mà có cần đem theo bộ đồ quần áo để thay thì có thể bỏ vào đây được luôn nha. Cầm tay cũng rất là tiện nữa. Vô lớp mình chỉ cần treo ở bên hông cái bàn á là xong. Vẫn còn dư chỗ để bỏ thêm một vài thứ linh tinh vào. Nói chung là từ khi biết tới cái túi này là mình cảm thấy đi học rất là tiện, tại vì mình có thể để được nhiều thứ vào đây và mỗi khi cần tìm là có à. Ngoài mang ba lô hoặc là cặp ra thì mình sẽ luôn xách thêm một cái túi như thế này. Kết lại thì đó là những thứ mà mình đã chuẩn bị cho năm học mới. Hy vọng là năm học này sẽ có thật là nhiều niềm vui và đáng nhớ. Chúc cho các bạn sẽ có một năm học mới thật là nhiệt huyết nha. Rất là cảm ơn mọi người đã xem đến đây và video của mình cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Yêu mọi người. Bye bye.